Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Lại em lên cho bác những cái giò lan đẹp này. Mã số 1 này, cáo nhá. Đây giò này phân nhánh này các bác này. Cây này phân nhánh này. Đây này, cái cây này phân nhánh này các bác này. Cái cây này này, phân nhánh nhá. Cây này có 1 cây này. 2 3 4 5 cây. 5 cây. Và cái cây này thì cây này là cây thứ 6 này, mất ngọn thì nó đang đẻ hai con này. Đây, đang đẻ hai con hay ba con này. Đẹp long lanh này. 6 cây à? 1 2 3 4 5 6. Cái cây cáo đỏ này nữa là 7 này các bác này. Đấy, cái cây này thì nó nhỏ đây, cây cáo đỏ này thì là 7 này. Đấy. Nó đang có một cái nụ nhá, cây phân nhánh thì đang có một cái nụ nhá. Đấy, còn cây này, cây này cũng một cái nụ nữa này. Đây này, cây này nhá. Cây này đang có một cái nụ này. Cây này một cái nụ nữa đây. Đây nụ đây nhá các bác nhá. Đấy, một cái nụ nữa đây. Và cái cây này này, nụ nó đỏ chót như này nha các bác nhá. Nhưng mà nó có một cái cây này, có một cái cây hai cái nụ trắng tinh này. Hơi khó nhìn, chui bên trong hơi khó nhìn. Hai cái nụ dài trắng tinh nhá. Đấy, cái này thì em bán sổ số cho các bác thôi. Đây này, đây này, nụ trắng tinh này các bác này. Đấy, ngón tay em chỉ này. Đấy, cái nụ trắng tinh. Cây này hai cái nụ nhá, cây trắng này đang có hai cái nụ nhá. Đấy, cái này mà về các bác mà bắt được trắng thì là đúng là đẳng cấp cao luôn giò này nhá. Đấy, em vừa bán phân nhánh, vừa bán sổ số nhá, vừa bán cáo đỏ nhá. Mã số 1 của em có giá là 1.800.000 nhá. 1.800.000. Đấy, một giò VIP như này nhá. Cây này nụ trắng lắm các bác ạ, trắng tinh luôn đấy. Các bác mà không lấy này em cũng để lại thôi. Thật sự em nói thật các bác. Bác nào mà không lấy thì riêng trong cái video này, bác nào mà không lấy này em sẽ để lại cái giò này. Để lại giò này. Kiểu gì kiểu cũng bắt được sổ số. Nụ quá trắng luôn. Đấy, nụ quá trắng luôn nhá. Vì cái cáo Lai Châu thường thường là nụ nó như thế này này các bác này. Đấy, cáo Lai Châu thường thường nụ nó đỏ đỏ như này này. Đấy. Nhưng mà có một cây trắng tinh, hai vòi trắng tinh bên trong. Đấy, còn cây phân nhánh đây nhá các bác nhá. Đấy. Phân nhánh đây. 1.800.000 cho mã số 1. Mã số 2 này các bác này, giò kiều tím Yên Bái này, đang nụ này. Đấy, đang nụ nhá. Đang sưng rất là nhiều nụ luôn. Đây nụ đây này các bác này. Đấy. Mã số 2 của em có giá là 1.500.000. 1.500.000 cho mã số 2. Nó đang có hai cái nụ to nhá, còn đa số là nụ nó nhỏ các bác ạ. Đây này, đầu hoa nó ra nó đã tím ngắt rồi này. Nó đang hé hé ra bên trong nó đã tím ngắt rồi này. Đấy. 1.500.000 cho mã số 2. Những cái nụ nhỏ như thế này còn rất nhiều nha các bác này. Đây này, nụ nhỏ này. Đây này. Đây này. Đấy, nụ nhỏ như này đang còn rất nhiều nhá. Đây nữa này. Các bác này. Đấy, cái đầu ấy. Đấy. Cho mã số 2. Mã số 3 này. Mã số 3. Giò này là giò kiểu mỡ gà nhá. Đây này các bác này. Có một cái nụ thôi. Mấy thân này thì nó gọi là đang sưng. À đây, cái nụ nữa là 2 này các bác này. Đây cái nụ này là 2 này. Mã số 3 của em có giá là 280.000 thôi. 280.000 cho mã số 3 kiểu mỡ gà. Mã số 4 này các bác này. Kiểu vuông độc bắc nhá. Đấy, đang có một cái nụ này. Đấy, nụ nữa đây. Mã số 4 của em có giá là 250.000. 250.000 cho mã số 4. Mã
mã số 5 này các bác này, một giọt kiểu mỡ gà này, đây này các bác này. Nó mới gọi là hé thôi màu hoa nó đã đẹp như này này. Đấy, giọt kiểu mỡ gà này. Đấy, nó mới hé thôi. Mã số 5 của em có giá là 600 nghìn. Nó có hai bông như này nhá. Hai bông đang vàng óng như này. Đấy, đang vàng như này nhá. Đấy, kiểu mỡ gà đây nhá các bác nhá. Mã số 6 nhá. Mã số 6 của em có giá là 600 nghìn. 600 nghìn cho mã số 6. Mã số 7 này các bác này, một giò kiểu vuông độc bắc tiếp theo này. 250 nghìn cho mã số 7 kiểu vuông độc bắc. Đấy, một giò như này nhé các bác nhé. 250 nghìn cho mã số 7. Mã số 8 này. Một giò quế trang tháng 8 này có 5 cây quế châu nhé các bác nhé. Nhưng mà quế này nó là quế giống thôi, em phải nói rõ đấy. Mã số 8 của em có giá là 300 nghìn. Quế châu những cái dòng này em nói thật các bác, em trăm năm nay nó chưa đạt. Chứ còn trăm đúng bài bản của nó thì cái lá của nó rất là to và thân nó rụt dịt luôn nhé các bác nhé. Đấy. 380 nghìn cho mã số 8. Mã số 9 này các bác này. Mã số 9 này, một giò kiều vàng nhá, lẫn kiều tím nhá. Lụ nó tím này, này các bác này. Một giò kiều vàng lẫn kiều tím nhá. Đấy. Mã số 9 của em có giá là 160 nghìn. 160 nghìn. Cho mã số 9. Đấy, kiều rất nhiều nụ này này các bác này. Nụ chi chít luôn. Rất nhiều nụ nhá. Ngoài cái bông hoa này ra thì còn rất là nhiều nụ luôn nhá. 160.000 cho mã số 9. Số 10 này, 1 triệu châu này. Châu này châu rừng nhá, 3 cây. Số 10 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 10. Đấy, ba cây châu như này. Mã số 11 này các bác này. Một chậu cáo này có 6 cây đẹp long lanh như này nhá. Mã số 11 của em có giá là 600 nghìn nhá. 600 nghìn cho mã số 11. Mã số 12 này các bác này. Cáo này cáo giống nha các bác. Cáo giống cây xếp rụt rịt nha. Đấy, bản lá rất là ngắn luôn. Đang có một cái nụ. Cây này đang có một cái nụ đây nha. Đang có một cái nụ này, trắng trắng này các bác nha. Mã số 12 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 12. Tiếp theo nhá. Nhà em vẫn lên cái sản phẩm mật ong đắng nha các bác nhá. Mật ong đắng, mật ong hoa thóc phiện ấy, cái dòng này chỉ có Lai Châu thôi. Ăn rất là tốt luôn. Những con ong nó hút cái mật hoa của hoa thóc phiện các bác nhá. Để nó ra cái sản phẩm là mật ong vừa đắng, ăn nó đắng đắng ngọt ngọt, ăn rất là tốt nhá. Rất tốt cho sức khỏe. Một chai như này. Nhà em đang bán là 700 nghìn nhá. 700 nghìn cho một chai như này nhá. Mật ong đắng nhá, đắng ngọt hoa thuốc phiện. Đấy, 700 nghìn cho một chai nha. Theo này các bác này, cửu bảo tiên nhá. Đấy các bác nhìn hoa này đang hé nở từ dưới nhá, nụ trên thì vẫn còn nhiều, hoa thơm ngát luôn. Cái này hoa phân nhánh nha các bác, đây này. Đấy, cái vòi phân nhánh này. Nó em hơi khó cầm tí đây này. Hoa phân nhánh nhá. Cửu bảo tiên hoa cực kỳ thơm luôn. Mã số 13 có 3 cây thôi. 4.200.000 nhá các bác nhá. Cây này cây mẹ con. Đấy, cây này thì mẹ con này.
mẹ con này, con nó đã to bự này. 4.200.000 cho mã số 13. Hoa rất là thơm luôn. Cái này gửi về các bác miền Bắc chơi hoa thoải mái. Mã số 14 này các bác này, một giò tam bảo sắc này. Cũng rất là nhiều nụ đây, 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ này. 4 nụ, 5 nụ, 6 nụ, 1 2 3 4 5 6 nụ. Mã số 14 của em có giá là 380.000 nhé, 380.000 cho mã số 14. Mã số 15 này các bác này, một giò trâu đầm lầy nhá. Đấy, toàn trâu đầm lầy nó đẻ rất khỏe, toàn mẹ con đấy nhá. Mã số 15. Đấy, trâu đầm lầy của em có giá là 600.000 nhá. 600.000 cho mã số 15. Dòng trâu đầm lầy này thì nó đẻ rất là khỏe luôn. Một triệu. Mã số 16 này các bác này. Mã số 16 này. Một giò đuôi chồn này. Cây chồn này VIP chưa các bác này. Cây chồn này chất lượng cao, đang có một cái nụ này, hai cái nụ này, đấy. Ba cái nụ này, bốn cái nụ này, năm cái nụ, sáu cái nụ này. Sáu cái nụ, bảy cái nụ này. Mấy cả một cây cáo nha các bác nhá. Mấy cả một cây cáo này thì năm ngoái nó phân nhánh này các bác này. Năm ngoái nó phân ba nhánh, hai nhánh luôn này. Thì năm nay nó có một hai vòi hoa nhưng mà chưa thấy phân nhánh đâu các bác ạ. Đấy. Cây cáo này nhá. Cây cáo này năm nay có vòi hoa này, một vòi, hai vòi này, đây này, một vòi này, hai vòi này. Nhưng mà chưa thấy nó phân nhánh nhá. Mã số 16 nhá. Của em có giá là 1 triệu đồng cả chồn cả cáo nhá. Cho mã số 16. Mã số 17 này các bác này, một cây cáo này. Cáo này. Cáo đỏ nha các bác nhá. Đấy, như này. Các bác nhìn cái vòi hoa của nó đẹp chưa? Mã số 17 của em có giá là 600.000 nhá. 600.000 cáo đỏ. Đấy, nụ đây này, đỏ chót luôn nhá. 600.000 cho mã số 16. Mã số 17 này. Một cây cáo tiếp này. Đấy, một vòi hoa nhá. Mã số 17 của em có giá là 480.000 nhá. 480.000 cho mã số 17. Đây, vòi hoa của nó đây nhá các bác nhá. Mã số 18 này. Hai cây cáo này, cây này thì cây này thì nó đang có một cái nụ, nó nhỏ nhỏ, không biết nó đây này các bác này, cây này đang có một cái nụ nhỏ này. Còn cây này thì phân nhánh nhá. Đây phân nhánh này. Mã số 17 của em có giá là 850.000. 850.000 cáo phân nhánh nha các bác nhá. 850.000 cho mã số 17. Mã số 18 này. Cây cáo phân nhánh này. Đấy. Một vòi hoa phân nhánh này. Hai vòi hoa phân nhánh này. Vòi hoa rất là dài luôn các bác nhìn. Đây các bác nhìn. Mã số 19 nhá. Mã số 19 của em có giá là 750.000. 750.000 hai vòi hoa phân nhánh nhá. Cho mã số 19. Mã số 20 này. Một giò cáo rất là đẹp luôn. Đấy. Đây này các bác này. Nó có một vòi hoa này. Hai vòi hoa này, hai cây hai vòi hoa. Mã số 20 của em có giá là 460.000 nhá, 460.000 cho mã số 20. Mã số 21 này, cáo tiếp này các bác này. Một vòi hoa này. Một cây 2 3 4 5 6 7 cây. Một vòi hoa. Em nhìn thấy có mỗi vòi hoa này.
Tạm thời em nhìn thấy một vài hoa nhé. Mã số 22 nhé. Mã số 22 của em có giá là 550.000. 7 cây nhé các bác nhé. Có một vài hoa này. Cho mã số 22. Mã số 23 này, sơn thủy tiên họng đen. Nhưng mà cái này thì hoa nó tàn rồi nhé. Em phải nói rõ luôn nhé. Đây này, hoa họng đen xì này. Đấy. Mã số 23 của em có giá là 480.000. Cái này thì em trồng trong chậu nhỏ, bây giờ em cho ra chậu to nhé. Đấy, mầm gốc nó đang lên này các bác này. Đấy, mầm gốc nó đang lên này. Đấy. Cho mã số 23, sơn thủy tiên họng đen 480.000. Mã số 24 này, vẫn sơn thủy tiên họng đen đi nhé các bác nhé. Đấy, đen xì luôn nhé. Mã số 24 của em cũng có giá là 480.000. Cũng 480.000. Cho mã số 24. Mã số 25 này, một giò nhạn 4N nhé. Nhạn 4N của em có giá là 550.000 nhé. 550.000 cho mã số 25. Mã số 26 này các bác này, một cái này Kodak Koki. Kodak Koki. Mã số 26 nhé, Kodak Koki. Của em có giá là 650.000 nhé. 650.000 cho mã số 26. Mã số 27 này, một giò tam bảo sắc như này nhé. Có một nụ, hai nụ thôi. Ba cây có hai nụ thôi. Mã số 27 của em có giá là 160.000. 160.000 cho mã số 27. Mã số 28 này, một giò quế trắng tháng 8 này. Mã số 28 của em có giá là 400.000 nhé. 400.000 cho mã số 28. Mã số 29 này. Đây. Quế trắng tiếp nhé. Của em có giá là 380.000. 380.000 cho mã số 29. Mã số 30 này, một giò tam màu sắc này, đang một nụ, hai nụ, ba nụ này, bốn nụ này, 1 2 3 4 này. Em mới nhìn thấy bốn cái nụ này. Mã số 29 nhá. Mã số 29 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 29. Mã số 30 này, hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá. Mã số 30 của em có giá là 250.000. 250.000 cho mã số 30, hạc vĩ thiên cung lữ bố. Mã số 31 này, kiều tím yên tử. Kiều tím yên tử nha các bác nhá. Mã số 31 của em có giá là 380.000. 380.000 cho mã số 31. Cái này lên nào. Mã số 32 này các bác này. Một giò son môi này các bác nhìn đẹp chưa? Chơi tiểu cảnh chơi hoa rất đẹp. Hoa nó mọc vào đầu chùm này, một chùm như cái thỏi son luôn nha các bác, nó mọc một chùm. Mã số 31 nhá. Của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 31. Mã số 32 này, vẫn là son môi nhé, cũng 300.000. Các bác nhìn đẹp chưa? Đấy, các bác treo trước cửa nhà này, chơi kiểu cảnh rất là vip luôn nhé. Hoa nở chùm 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 như một cái chùm son luôn. 300.000 cho mã số 32. Mã số 33 này các bác này, một giò kiều trắng này, kiều trắng tinh này, đang có một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ, năm nụ, 1 2, cả em đếm cả nụ nhỏ nhé, 1 2 3 4 5 6, 6 nụ đây đang lồi lên nữa này. Đấy. Mã số 33 kiều trắng tinh nhá, của em có giá là 400.000. Kiều này bảo hành các bác mặt hoa trắng tinh nhá, cho mã số 33. Mã số 34 này các bác này, một giò tam màu sắc phân nhánh này, đẹp chưa? Đây. Đây phân nhánh đi nhá các bác nhá. Đấy.
mã số 34 của em có giá là 1.300.000 nhé, 1.300.000 cho mã số 34. Mã số 35 này tam bảo sắc tiếp này, một nụ, hai nụ, ba nụ này. Ba nụ, nụ nó đã dài như này. Mã số 35 của em cũng có giá là 160.000 thôi. 160.000 cho mã số 35. Mã số 36 này các bạn ơi, một giò cáo này, một nụ, hai nụ này, ba nụ này, 1 2 3. Có 5 cây 3 cái nụ. 5 cây 3 cái nụ nha các bạn nhá. Mã số 36. Đấy, của em có giá là 360.000 nhá. 360.000 cho mã số 36. Mã số 37 này, một giò tam màu sắc này rất là to này. Cũng đang nụ đầy này các bạn này. Em đếm nụ này, 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, hơi khó nhìn, 4 nụ. Hơi khó nhìn, 5 nụ. 1. Mã số 37 nha các bạn nhá. Mã số 37 của em có giá là 450.000. 450.000 cho mã số 37. Mã số 38 này các bạn này, một giò cáo hai cây VIP chất lượng cao như này nhá. Mã số 38 có một nụ, hai nụ, ba nụ. Cây này một nụ này. Cây này nguy cơ phân nhánh rất là cao này, thì hoàn cong cong này, nguy cơ phân nhánh rất là cao. Vì cái này là năm nay là đầu tiên nó ra hoa cho nên là nguy cơ phân nhánh rất là cao. Cái này khả năng phân nhánh thật đấy. Cây này hai nụ này. Cây nhỏ này nguy cơ phân nhánh rất là cao nhé các bạn nhé. Vì năm nay mới năm đầu tiên nó ra hoa. Mã số 38 của em có giá là 500.000 nhé. 500.000 cho mã số 38. Cây này bây giờ hiện tại này em nhìn nó khoảng tầm 70% là phân nhánh. Nó khoảng một tháng nữa là mình biết được các bạn nhé. Tiếp theo là các bạn này. Có tổ, em có tổ mật ong khoái nhé. Tổ mật ong khoái này thì được 2 cân 2 thôi. 2 cân 2 tính các bác 2 cân tròn nhé, tính các bác 2 cân tròn đấy. Cái này của em có giá là 500.000 nhé, 500.000 cho tổ mật ong này nhé. Đây tổ này 4 cân nhé các bác nhé, tổ này 4 cân này đấy, 1 triệu nhé đấy, tổ này là 1 triệu nhé, 4 cân là 1 triệu nhé. Tiếp theo này, nhà em vẫn có sản phẩm mật ong đắng nhé, mật ong hoa thuốc phiện đấy, ăn vừa đắng vừa ngọt rất tốt cho sức khỏe luôn. Mật ong đắng hoa thuốc phiện như này thì nhà em bán là 700.000 một chai, chai này chai 1 lít nha các bác nhé, 700.000 cho một chai 1 lít như này. Tiếp theo này, một giò cuối cùng là giò ý ngọc nhé, mã số 40 nhé, 150.000, rất nhiều nụ đây các bác này, chi chít nụ, 5 cánh trắng họng tím đấy, ý ngọc này. Đấy. Cái 150.000 cho mã số 40. Cái dòng ý ngọc này em nói thật các bác chứ hoa của nó chơi rất là đẹp luôn. Hoa chơi cực kỳ đẹp.